Cảm ơn quý vị rất nhiều và vẫn giữ màn hình. Và tiếp theo đây là phần thứ hai của chương trình Top News ngày hôm nay cùng với Phạm Cơ và Quang Trương. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên trong phần thứ hai có liên quan đến vấn đề của bà Mạnh Vãn Chu, là tổng giám đốc tài chính của công ty Huawei. Bà này quý vị còn nhớ đó, vào năm 2018 vào tháng 12 thì bà đã bị giới chức của Canada bắt giữ khi mà bà quá cảnh ở tại đất nước này. Đây là cái sự bắt bớ mà theo tin tức cho biết là Canada bắt theo cái yêu cầu của Hoa Kỳ. Lý do là tại vì Hoa Kỳ đã đưa ra cái lệnh trừng phạt đối với lại Iran và cấm cản tất cả những cái cơ sở thương mại quốc gia nào đó mà làm việc về thương mại đối với lại Iran. Tuy nhiên, bà Mạnh Vãn Chu được biết là cái người mà đã có những cái thương vụ làm ăn với Iran và đồng thời đó cũng dùng cái hệ thống ngân hàng, cái hệ thống ngân hàng có tên là HSBC đã sử dụng cái hệ thống ngân hàng này để mà làm việc với lại Iran. Và bà này đã bị bắt tại Canada, và Hoa Kỳ thì lại có một cái ký kết giao kèo với lại Canada về vấn đề dẫn độ. Thành ra là Hoa Kỳ muốn đưa bà Mạnh Vãn Chu về Hoa Kỳ, dẫn độ về Hoa Kỳ để mà xử cái tội vì đã vi phạm vào cái lệnh cấm vận đối với lại Iran. Tuy nhiên thì luật sư của bà Mạnh Vãn Chu trong thời gian vừa qua thì cũng đã cãi vã rất là nhiều và ra tòa cũng nhiều lần để mà đính chính cái vấn đề này. Thì giờ đây thưa quý vị, tin cho biết là cái giai đoạn từ năm 2018 tới bây giờ đã sắp sửa đến cái giai đoạn cuối rồi. Tức là vào cái tuần lễ của tháng 5 tới đây là cái tuần lễ cuối cùng sẽ phải ra tòa để mà xử cái vụ này, là xem có phải giao bà Mạnh Vãn Chu cho bên Hoa Kỳ để mà xử tội hay là không. Thì giờ đây được biết là có lẽ sẽ kết thúc và Mạnh Vãn Chu cũng có thể là sẽ không có bị dẫn độ sang Hoa Kỳ. Bởi vì lý do là bên phía luật sư của bà Mạnh Vãn Chu đã đưa ra được cái chứng cứ cho biết là, thưa quý vị, cái hệ thống ngân hàng HSBC đã biết hết mọi sự việc này, chứ hệ thống ngân hàng này không có bị bà Mạnh Vãn Chu hướng sai để mà làm việc làm ăn đối với lại Iran. Thành ra là họ đã biết trước mà họ vẫn cố tình làm thì không phải là cái lỗi của bà Mạnh Vãn Chu. Thì đó là những cái thông tin gì mà người ta cho biết, rằng là tại vì cái lời xác nhận của hệ thống nhà băng HSBC này đã được một cái tòa án tại Hồng Kông đưa ra và xác nhận là đúng như vậy. Thành ra là với cái kết quả này thì họ đang rất hy vọng là Hoa Kỳ sẽ không có dẫn độ, bắt buộc phải dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu sang Hoa Kỳ để xử tội, bởi vì bà không có một cái vấn đề trách nhiệm liên đới trong vấn đề mà làm ăn đối với lại Iran. Tuy nhiên thì thưa quý vị, hiện bây giờ tin vẫn chưa rõ, tại vì còn một tuần nữa vào tháng 5 đó thì những cái sự kiện này sẽ được đi vào cái giai đoạn chót và xem là Hoa Kỳ có dẫn độ được bà này sang bên phía Hoa Kỳ để mà xử tội hay là không, thì phải chờ thời gian. Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin là liên quan đến vấn đề nước Nhật quyết định sẽ thả ra thải Bình Dương tất cả những cái nước thải mà họ đã dùng để tẩy uế nhà máy điện nguyên tử Fukushima. Thưa quý vị, 10 năm trước đây khi nhà máy điện nguyên tử này bị sụp đổ và hư hại rất là lớn sau khi những cơn sóng thần lan vào và dâng cao đến mức ngập vào nhà máy điện nói trên. Nhà máy điện đã bị hư hại rất nhiều và rò rỉ nguyên tử đã thoát ra ngoài. Nước Nhật sau một thời gian 10 năm đã dùng tất cả mọi nỗ lực để có thể rửa sạch những chất phóng xạ ở trên nhà máy và đất đai, rửa sạch và chứa vào những cái kho rất là lớn ở trên mặt đất. Giờ đây những kho này cần phải được giải tỏa và nước Nhật nói rằng họ sẽ thả tất cả những nước thải dùng được chứa trong các cái kho nói trên ra thải Bình Dương. Tuy nhiên họ cũng thêm vào rằng các cái nước thải mà trước khi đổ ra thải Bình Dương đều đã được tẩy uế và vô hiệu hóa các chất phóng xạ nguyên tử ở trong đây. Tuy nhiên họ nhấn mạnh rằng hiện vẫn còn một số chất phóng xạ nhưng mà không nguy hiểm, đó là chất tritium, vì cái chất này nó nằm ở trong nước và nó hòa với nước cho nên nó đi theo nước và không thể lấy nó ra được. Nhưng mà chất này không có gây ra nguy hiểm, do đó họ quyết định rằng phải thả chất phóng xạ này ra ở trong nước của nước biển của Thái Bình Dương. Dĩ nhiên các quốc gia ở lân cận với Nhật như là Nam Hàn họ phản đối điều này, Nga cũng phản đối điều này,
Trung Hoa cũng phản đối điều này vì họ cho rằng đây là một điều không nên làm. Tuy nhiên thì nước Nhật đã quyết định như vậy và họ sẽ làm chuyện này. Họ cho rằng họ không có cái gì trở ngại bởi không nguy hiểm cho môi trường trong cái vụ xả nước có chất phóng xạ kêu là tritium này lên môi trường của Thái Bình Dương. Thưa quý vị, các cuộc biểu tình hiện nay đang xảy ra ở ngay các cái trụ sở của hãng TEPCO là công ty điện và chủ nhà máy Fukushima, đồng thời là cả cơ sở của chính phủ Nhật Bản ở ngay hai nơi Fukushima và Tokyo. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan đến cái chiếc tàu có tên là Evergreen đã bị, xin lỗi quý vị, Evergiven thì đúng hơn, đã bị tắc nghẽn ở trên cái kênh đào Suez. Cái kênh đào này do bên phía của Ai Cập quản lý. Thì thưa quý vị, cái tàu này đã bị kẹt như vậy là khoảng gần một tuần lễ, vào khoảng chừng ngày 23 tháng 3 và cho tới ngày 29 tháng 3 thì cái chiếc tàu đó mới được giải cứu, tức là đã được lôi đi cái nơi khác để mà cái kênh đào này được giao thông một cách thuận tiện hơn. Và trong suốt thời gian một tuần lễ bị kẹt như vậy đó thì thưa quý vị, bản thân của nước chủ nhà, cái nước mà quản lý kênh đào này, Ai Cập, đã bị thiệt hại rất là nhiều. Trong khi đó thì những cái tàu mà bị kẹt, tại vì họ không qua được, cái tàu này nó quá lớn, cái trọng tải nó lên tới trên 200.000 tấn lận, và trên tàu thì chở đầy những cái container rồi dầu ở dưới nữa, thành ra là không xê dịch gì được khi mà nó bị mắc cạn và nó chuyển mình mà nó chở ngang, nó chắn ngang cái kênh đào đó, không có tàu đi qua được cả. Thành ra là kể cả nguyên một cái hệ thống, một cái chuỗi cung ứng về những cái vật liệu đó, nó đã bị ảnh hưởng theo. Tại vì trong suốt cả tuần lễ sau đó thì tất cả trên 400 cái chiếc tàu đứng chờ hai bên hướng đi lên và đi xuống đều phải ngừng đó để chờ. Thành ra là họ bị thiệt hại rất là nhiều. Giờ đây thì thưa quý vị, chiếc tàu đã được kéo sang một cái vịnh lớn hơn để đậu ở đó, thả neo ở đó. Và bây giờ đó thì Ai Cập đã chính thức và bắt giữ lại cái nhóm thủy thủ đoàn ở trên cái tàu này cũng như chiếc tàu đó phải nằm ù ở đó chứ không có được di chuyển đi. Là tại vì Ai Cập bắt buộc cái công ty chủ quản của chiếc tàu này, đó là bên phía của Nhật Bản, là phải đền cái số tiền mà thất thu của họ trong suốt một tuần lễ, đó là khoảng 900 triệu đô la. Bên Nhật Bản hiện bây giờ thì họ cũng chưa có cho biết là họ sẽ đồng ý để trả số tiền hay là không. Tuy nhiên thì họ vẫn cho biết là hai bên vẫn còn tiếp tục đang thảo luận với nhau, thỏa thuận với nhau. Tại vì với cái lỗi như vậy một cách rất là ngẫu nhiên, không ai muốn cả, nhưng mà giờ đây thì họ phải bỏ ra khoảng 900 triệu Mỹ Kim để mà đền bù thì quá là nặng nề. Thành ra bây giờ Nhật Bản đang tìm cách để thương lượng với lại Ai Cập. Trong khi đó Ai Cập cho biết là mỗi một ngày như vậy họ thất thoát cả nhiều triệu bạc khi mà cái tiền mà họ thu được cái tàu bè qua lại kênh đào này. Được quý vị tưởng tượng được, năm 2019 và năm 2020 đó thì Ai Cập đã nhận được hơn 5.7 tỷ đô la cái tiền mà họ đã thu về từ vấn đề mà tàu bè qua lại cái kênh đào này. Thành ra họ bị thất thu rất là nhiều. Giờ đây họ bắt buộc phải trả số tiền là 900 triệu Mỹ Kim, nếu không thì họ sẽ không thả cái tàu này ra. Bạn tiếp kế là một bạn liên quan tới vấn đề đi lại ở trên thế giới với máy bay và các giấy chứng nhận âm tính. Hiện nay thì trên thế giới các phi trường đã mở cửa trở lại rất nhiều và người ta đã đi tới đi lui nếu có cần thiết và nếu người ta không sợ lan truyền và lây nhiễm coronavirus. Gần đây các cái công ty hàng không đều xác nhận rằng là những ai muốn đi di chuyển từ nước này sang nước khác đều phải có giấy phép, giấy chứng nhận coronavirus âm tính trong 3 ngày trước đó. Và sau đó đến nơi cư ngụ thì phải cách ly 10 ngày. Đó là thủ tục quốc tế hiện nay đang áp dụng cho các hãng hàng không. Tuy vậy, cái vấn đề giấy chứng nhận âm tính là một chuyện rất là khó khăn. Bởi vì thứ nhất là người ta đã không chịu làm các cái giấy chứng nhận âm tính mà cấp bởi các cơ quan thẩm quyền đúng đắn, mất đến những 3 ngày và rất là lôi thôi. Và vì vậy cho nên nhiều nơi, nhiều người họ đã cố tình không làm hoặc là làm giả mạo các giấy tờ nói trên. Các hàng không đều xác nhận rằng hiện nay giấy chứng nhận âm tính làm giả rất là nhiều ở tại các cái phi trường trên thế giới, bởi các cái hành khách đã không có chịu kêu là đi thử và họ thuê người ta trả tiền để có những giấy tờ giả mạo như vậy. Việc này sẽ gây ra nguy hiểm cho các hành khách cũng như cho các hãng hàng không, bởi vì những người này có thể bị lây nhiễm và tràn cái sự lây nhiễm ra cho khách hàng cũng như cho nhân viên của cả hãng hàng không nói trên.
các hãng hàng không, các tiếp viên đều trao đổi nhau các kinh nghiệm ở các cái phi trường lớn về các cái vấn đề tai nạn xảy ra, hoặc là các cái giấy tờ giả làm như thế nào, và làm thế nào để tránh nạn giấy tờ giả. Nhiều người còn đề nghị phải làm những cái giấy tờ giống như là cell phone, QR trên cell phone, giống như là những cái việc khác. Tuy nhiên thì vấn đề quan trọng nhất không phải là vấn đề giấy giả, mà vấn đề các cái nơi làm ra các cái thí nghiệm nói trên không thể nào kiểm soát được, và không thể nào biết được rằng giấy chứng nhận đó có do nơi đó cấp phát hay là không, bởi vì không phải là chính phủ và những công ty đó họ cấp ra những giấy một cách hết sức là đơn giản, việc làm giả mạo rất là dễ dàng. Do đó đây là một cái vấn đề nan giải mà cả hàng không hiện nay đang lo ngại. Vì vậy cho nên cái giấy phép chích ngừa cũng được người ta lưu ý, người ta nghĩ rằng rất là khó để mà có những giấy phép chích ngừa, bởi vì giấy thử nghiệm giả âm tính còn có thể có được thì chích ngừa cũng có thể có được. Vì vậy cho nên các hàng không đã phạt rất nặng những ai mà cố tình làm giấy giả, như Lufthansa của nước Đức phạt đến 25.000 euro hay là 29.800 đô la cho những ai làm giấy tờ giả trong cái vụ này, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan đến Nga. Tin cho biết là nước Nga họ đang đưa ra một kế hoạch là họ sẽ đẩy mạnh cái việc sản xuất cái loại thuốc chủng ngừa COVID-19 của Nga, đó là Sputnik V, ra nước ngoài để mà sản xuất trong thời gian tới đây. Và các quốc gia được Nga đang nhắm tới đó là Ấn Độ, rồi có cả Ý, rồi cũng như là có cả luôn cả Iran nữa, thưa quý vị. Và theo bản tin này cho biết thì Nga loan báo là có 6 nhà máy tại Ấn Độ sẽ sản xuất khoảng độ 50 triệu liều thuốc chủng Sputnik V cho nước Nga mỗi một tháng trong mùa hè sắp tới. Và như vậy thì Nga công bố đã được các quốc gia khác như là Serbia và trong tương lai gần đó là Iran và Ý. Thì với cái hình thức này, thưa quý vị, Nga đang muốn đẩy mạnh vấn đề sản xuất và quảng bá cho cái loại thuốc ngừa của họ sản xuất, và được coi là một trong những loại thuốc ngừa được thành công sớm ở trên thế giới này. Tuy nhiên thì thưa quý vị, tôi cho biết là cái thuốc ngừa này hiện bây giờ vẫn chưa chiếm được cái lòng tin của người dân ở trên thế giới, tại vì người ta cho rằng là nước Nga có vẻ như là sản xuất quá vội vàng, thành ra không có cái kết quả cao, cái tỷ lệ chích ngừa đó, cái vấn đề effective nó không có cao. Cho nên là Nga bây giờ đang bắt đầu để mà quảng bá cái loại thuốc ngừa này. Đối với lại ông Tổng thống Putin của nước Nga thì chính ông cũng cho biết là ông đã chích ngừa rồi vào ngày 23 tháng 3. Và mới đây thôi, vào ngày thứ hai vừa qua, thì ông đã thực hiện cái mũi chích thứ hai, coi như là hoàn tất vấn đề chích ngừa. Nhưng có một điều hơi buồn cười, đó là cái mũi mà chích ngừa của một vị Tổng thống của một quốc gia, thường thường là họ hay public, họ cho cả thế giới biết cái người đó chích cái gì và chích như thế nào. Nhưng mà đối với lại ông Putin thì trong cái ngày chích đầu tiên là 23 tháng 3 thì họ đã giấu, họ không cho biết là ông chích cái gì. Và mới đây vào thứ hai vừa qua thì cũng không ai biết là ông Putin chích cái loại gì. Tuy nhiên họ chỉ nói chung chung là họ đã chích thuốc cho ông Putin mà thôi. Và đây có lẽ như là người ta đặt nhiều cái vấn đề nghi vấn rằng liệu ông Putin có đúng là chích cái loại thuốc của Nga hay là không, hay là ông dùng cái loại thuốc nào đó của Anh, đó là AstraZeneca, hoặc là Pfizer cũng như là Moderna của Hoa Kỳ, thì không ai biết được. Nhưng mà nếu mà nói ra thì người ta biết được là chích của Mỹ đó, thì ông bẻ mặt không có nói được. Nhưng mà chích cái Sputnik V đó thì ông lại không dám chích, thì điều này người ta đặt câu hỏi mà thôi. Bởi vì cái vấn đề công khai hóa chích ngừa trong vị tổng thống đã không được thực hiện ở tại nước Nga đối với lại ông tổng thống Putin, thưa quý vị. Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ và thế giới, và sau đây là hai bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên liên quan đến Việt Nam là bản tin về bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội. Thưa quý vị, bệnh viện này vừa có hơn 200 nhân viên y tế xin nghỉ việc và chuyển công tác. Tuy nhiên là có đến 200 người nhân viên y tế từ cấp cao cho đến cấp thấp, từ bác sĩ cho tới y tá cho tới y công đều xin nghỉ việc chuyển công tác trong cùng một thời gian. Tại sao như vậy? Ở Việt Nam ai cũng xưng là giáo sư tiến sĩ, vì vậy cho nên bản tin nói rằng là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Tuấn là chủ tịch của giám đốc bệnh viện Bạch Mai cho biết rằng không phải gần 100 nhân lực của bệnh viện nghỉ việc như một số tờ báo nói, mà phải có tới 200 người.
những người này chẳng qua họ nghỉ việc là vì sắp xếp lại biên chế và vị trí của họ, cho nên họ không muốn, họ mất chức chẳng hạn, họ xin nghỉ việc để đi ra những nơi khác làm việc có thể có nhiều tiền hơn. Và vấn đề chính là tài chính của bệnh viện giảm nhiều trong năm 2020 do dịch coronavirus, nguồn thu của bệnh viện giảm 2.000 tỷ đồng, tức là chỉ bằng 30% so với năm 2019. Do đó họ phải làm đơn xin nghỉ việc để có thể có những tham gia công việc ở những cái nơi khác mà có thể có được nhiều tiền bạc hơn. Đó là một trong những cái chuyện rất là lạ lùng xảy ra tại Việt Nam, và phần lớn người ta cho rằng họ bất mãn về lề lối làm việc của giám đốc bệnh viện, vốn là một người do chính phủ chỉ định, và thông thường những người này đôi lúc chỉ có bằng mà không có thực tài. Thưa quý vị, thưa quý vị, bản tin kế tiếp cũng liên quan đến Việt Nam nhưng mà cũng một phần có liên quan đến Thái Lan. Thưa quý vị, được biết là cái đại công ty của Thái Lan có mặt ở tại Việt Nam trước đây có tên là Central Retail Corporation đã có cái việc làm ăn ở tại Việt Nam cũng khá lâu. Và giờ đây tin cho biết là họ đang tiếp tục và đổ tiền vào Việt Nam để có thể thành lập nên những cái cửa tiệm, những cái siêu thị bán lẻ, và dường như là họ đang muốn có cái vấn đề cạnh tranh đối với những công ty của Việt Nam. Được biết thưa quý vị, cái cơ quan này Central Retail Corporation đã bỏ ra như vậy là khoảng 1 tỷ đô la, trong đã có kế hoạch sử dụng 1 tỷ trên 1 tỷ đô la, 1 tỷ mốt trong vòng 5 năm tới để mà thành lập nên những cái hệ thống, những cái chuỗi cung ứng, những cái tiệm bán lẻ ở tại Việt Nam. Được biết trong vòng năm 2020 vừa qua thôi thì Central Retail đã mở 4 cái trung tâm thương mại có tên là Go ở tại 4 nơi, đó là Trà Vinh, Quảng Ngãi, Buôn Mê Thuột và Bến Tre. Rồi sau đó thì họ tái sửa lại cái hệ thống của cái chợ gọi là Big C. Big C là một cái hệ thống chợ mà họ đã mua lại từ nhiều năm nay, và bây giờ họ sẽ đổi tên thành là Go luôn để mà theo cái thị hiếu của người dân hiện bây giờ ở tại Việt Nam. Rồi sau đó thì họ cũng mở thêm một số chi nhánh nữa ở tại cái vùng Thái Nguyên, Bà Rịa Vũng Tàu, Thái Bình, Lào Cai cũng như là ở tại Tây Ninh. Thì đây được coi là một cái việc mà họ đã chuẩn bị có những cái sự mà chi tiền rất là lớn nhằm để có mở được cái thương trường ở tại Việt Nam và cạnh tranh đối với lại những cái ngành mua bán lẻ ở tại Việt Nam. Với cái phong trào hiện bây giờ đó thì người Việt Nam họ rất là ưa chuộng đi đến những cái siêu thị để mà mua sắm từ thức ăn cho đến những cái vật trang trí cho đến những cái thời trang, thì họ đều rất thích đến những cái siêu thị chứ không còn như trước đây nữa, tức là ra chợ mua rau mua cá và nấu ăn thì không còn nữa. Bây giờ họ vào siêu thị có đầy đủ những cái sản phẩm đã có sẵn để mua về để mà tiêu dùng. Thì đây là cái xu hướng hiện tại mới tại Việt Nam, cho nên là cái công ty của Thái Lan này đang đổ tiền vào Việt Nam để có thể tạo dựng nên, thành lập nên những cái ngôi chợ siêu thị rất là lớn để thu hút cái nguồn cái lượng giới tiêu thụ ở tại Việt Nam đối với lại công ty của mình ở tại Việt Nam, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp của đài Viettv Network. Xin kính chào.